Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 21 tháng 10, 2023, chúng tôi chuyển đến quý khán giả những nội dung đáng chú ý. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng phát triển kinh tế xã hội, để qua đó mở ra triển vọng hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới. Chuẩn bị tổ chức hội chợ triển lãm thành phố Cần Thơ 20 năm thành tựu và phát triển vào đầu tháng 11 tới. Trung tâm chuyển đổi số và thống kê nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra mắt nền tảng mạng nhà nông, hành trình nông dân số. Như tin chúng tôi đã đưa, vào sáng nay, các lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng do ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng dẫn đầu. Buổi gặp gỡ nhằm trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng phát triển kinh tế xã hội giữa hai địa phương, để qua đó mở ra triển vọng hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và thành phố Hải Phòng trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và tình hình xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua của hai địa phương. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu chúc mừng những thành quả trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ. Kết quả này minh chứng cho nỗ lực tập thể lãnh đạo thành phố và toàn dân thống nhất ý chí và hành động vượt qua mọi khó khăn, bứt phá phát triển. Khẳng định hai địa phương có nhiều điểm tương đồng, gắn kết, từ đó có nhiều thuận lợi để phối hợp trong phát triển kinh tế xã hội. Đoàn chúng tôi đi thì có một số chủ tịch tập đoàn có thể nói là rất là thành công trong lĩnh vực công nghiệp sẽ trao đổi với các đồng chí. Chúng ta là thành phố trực thuộc trung ương thì cái nhu cầu quản trị đối với một cái thành phố thì nó cũng có nhiều cái điểm tương đồng. Ví dụ như Hải Phòng chúng tôi hiện nay cũng đang đứng trước cái khó khăn là các cái quận lõi bây giờ cái độ nén dân cư nó cao, mật độ nó giao thông thì nó cũng có những cái khó khăn. Cần Thơ tuy là thành phố trực thuộc trung ương nhưng mà các đồng chí cũng có nông nghiệp thì Hải Phòng phải đi học tập cái này. Có rất nhiều cái mà nông nghiệp chúng tôi cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn. Trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức nhưng thành phố Hải Phòng vẫn duy trì đà tăng trưởng cao. GRDP trong 9 tháng của năm 2023 ước tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 3 cả nước và dẫn đầu 5 thành phố trực thuộc trung ương. Hải Phòng trở thành một trong những địa phương có môi trường hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội thành phố tiếp tục được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ ấn tượng trước những kết quả thành tựu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng. Chúng tôi cũng thấy là cái dư địa phát triển của hai địa phương cũng còn rất nhiều, nhưng mà khó khăn cũng còn rất lớn, từ tư duy cách tiếp cận tổ chức thực hiện công việc cho đến là cái đội ngũ, năng lực đội ngũ vân vân, đòi hỏi mình cũng phải tiếp tục cái đổi mới. Thì anh em sẽ đi ra học tập kinh nghiệm chuyên sâu quản lý đô thị, phát triển các đô thị mới, cũng hoặc là công tác thu hồi đất, rồi quy hoạch sử dụng đất đai, rồi quy hoạch ở các trục đô thị. Thì cái này cũng là cái bài học kinh nghiệm, bởi vì các chính đi trước rất nhiều, phát triển rất mạnh. Lãnh đạo hai địa phương thống nhất trong thời gian tới tiếp tục có thêm nhiều chương trình làm việc, trao đổi kinh nghiệm giúp mỗi địa phương phát triển, qua đó thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa Hải Phòng, thành phố qua phường đỏ và Cần Thơ, đô thị miền sông nước. Thưa quý vị, tối qua, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã tổ chức kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 với chủ đề Tự hào Doanh nhân Việt. Đây là một chương trình nghệ thuật xen kẽ tọa đàm với các doanh nhân tiêu biểu ở vùng đất chính rồng. Đến tham dự có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển và lãnh đạo một số tỉnh cùng trên 400 doanh nhân ở đồng bằng sông Cửu Long. VCCI và thành phố Cần Thơ nhận định, trong 3 năm qua, doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chính phủ đã hành động ban hành nhiều chính sách để ổn định kinh tế. Đặc biệt, ngày 10 tháng 10 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết số 41 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Nhân sự kiện ý nghĩa này, thành phố rất phấn khởi trước sự tự tin, quyết tâm của các doanh nhân khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tôi tin tưởng rằng những lời chia sẻ, những câu chuyện kể từ sự kiện hôm nay được VCCI xây dựng đáng để chúng ta tự hào, hãnh diện vì các doanh nghiệp, quý doanh nhân đã có nhiều công sức đóng góp xây dựng
phát triển đồng bằng sông Cửu Long ngày càng giàu đẹp. Trong từng giai điệu thể hiện và các video clip đã kể lại sự dấn thân về tình yêu thương, nỗi niềm tâm tư trắc ẩn của doanh nhân rất đời thực. Ở đó còn được nghe những câu chuyện trải lòng như việc dốc hết mình đầu tư một bệnh viện tim mạch hiện đại để chữa trị cho người dân miền Tây. Mọi người còn được cảm nhận một tinh thần doanh nhân mãnh liệt đã đau đáu đi tìm cửa ngõ xuất khẩu gạo cho đồng bằng, hay sự đam mê với di sản bản địa hoặc khát vọng cháy bỏng của một nữ doanh nhân quyết mang sản vật quê hương đến xứ người. Mong muốn là lan tỏa được câu chuyện là ngày hôm nay nông sản của Việt Nam, trái cây của Việt Nam đã thay đổi rồi. Thay đổi từ tư duy của người nông dân, thay đổi tư duy của doanh nghiệp và đặc biệt là đã có sự quan tâm hỗ trợ rất rất nhiều từ ngành nông nghiệp. Chính vì vậy mà em nghĩ rằng trong thời gian tới thì chúng ta hoàn toàn tự tin để mà chúng ta khẳng định một cái vị thế của Việt Nam bằng chính những cái sản phẩm chất lượng mang tới tay người tiêu dùng. Tôi hứa rất nghiêm túc và giữ nguyên cái lời hứa đó cho tới mãi tới bây giờ, rằng là tôi ra miền Bắc sau khi đi tố cáo tội ác giặc về thì tôi sẽ ở lại miền Bắc học. Học cho thật là đàng hoàng, giỏi thì chưa biết nhưng phải học đàng hoàng, nghiêm túc và trở về để xây dựng đất nước, xây dựng quê hương. Sẵn đây muốn nói cái ở lòng trời của cái chuyện là hãy biến cái bị thành cái được, hãy biến cái bị thành được. Và phần lớn ở đây tôi có thể kể hàng trăm câu chuyện và cả hàng ngàn câu chuyện về cái thành công của lòng trời là luôn luôn biến cái bị thành cái được. Thì đây đúng là một cái dịp để cho các cái doanh nhân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cùng với chính quyền địa phương và tất cả các cơ sở ban ngành để cùng đến chia vui với nhau, trao đổi với nhau để mà có những cái tâm tư, rồi tình cảm để mà chia sẻ trong cái vấn đề giữa chính quyền địa phương với doanh nghiệp, với lại là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong cái vấn đề mà sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thì đây là một cái buổi lễ rất là ý nghĩa. Chương trình chỉ diễn ra vài giờ nhưng đã động lại trong suy nghĩ bao người về vận mệnh của thế mạnh kinh tế đồng bằng. Nơi đây các doanh nhân đâu chỉ lo chuyện kinh doanh mà còn có những đam mê bùng cháy, nhiều sáng tạo đột phá, thể hiện bản lĩnh và vững vàng vượt qua thử thách khó khăn, cùng với những việc làm nghĩa thiện và nung nấu tạo dựng công ăn việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Vì lẽ đó, chương trình như một lời tri ân và tự hào vì đã có những doanh nhân tiêu biểu ở vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long. Tiếp tục chương trình thời sự với các tin tức quan trọng khác. Ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ, ban ODA, đang phấn đấu để hoàn thành nhiều công trình trọng điểm thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị dự án 3 vào cuối năm nay 2023. Công trình lớn nhất của dự án 3 là cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ với tổng vốn đầu tư hơn 791 tỷ đồng, vừa chính thức hợp long đốt dòm chủ ngày 10 tháng 10. Đến nay, công trình đã đạt khoảng 90% khối lượng. Đối với gói thầu cải tạo hệ thống thoát nước 32 tuyến đường trung tâm quận Ninh Kiều, tính đến ngày 10 tháng 10, tiến độ đạt trên 80%. Cùng với đó, công trình đường nối giữa đường Cách mạng tháng 8 đến đường tỉnh 918 cũng phấn đấu thông xe kỹ thuật trong tháng 12 năm nay. Ngoài ra, công trình cải tạo hạ tầng đường Hoàng Quốc Việt hiện tiến độ đạt 70%. Theo ban ODA, các công trình thuộc dự án 3 hoàn thiện nhằm góp phần chỉnh trang đô thị, chống ngập khu vực trung tâm thành phố, kết nối giao thông cũng như phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư đến với thành phố Cần Thơ. Hội chợ triển lãm thành phố Cần Thơ 20 năm thành tựu và phát triển sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11 tới tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ. Đây là sự kiện nhằm khẳng định những thành tựu Cần Thơ đạt được trong 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Triển lãm thành phố Cần Thơ 20 năm thành tựu và phát triển với quy mô 100 gian hàng do các sở ban ngành thành phố, các lực lượng vũ trang và Ủy ban nhân dân quận, huyện tham gia tổ chức thực hiện. Các gian hàng danh dự của đại sứ quán, tổng lãnh sự quán các nước tại Việt Nam. Ngoài ra còn có Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2023 với quy mô 150 gian hàng gồm các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại của Việt Nam và quốc tế. Hội chợ triển lãm sẽ được tổ chức từ ngày 2 cho đến ngày 6 tháng 11 năm 2023 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các đơn vị hữu quan tổ chức lễ ra mắt nền tảng mảng nhà nông, hành trình nông dân số. Sự kiện này nhằm góp phần vào chương trình chuyển đổi số quốc gia cũng như thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp.
Nền tảng mạng nhà nông là hệ sinh thái phần mềm kế thừa ứng dụng nông dân số do Công ty Cổ phần Thế giới Công nghệ Phần mềm Workshop xây dựng và phát triển. Đây là diễn đàn nông dân rộng lớn được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo AI, giúp cho việc trao đổi thông tin một cách dễ dàng. Các thông tin thị trường sẽ được cập nhật mới nhất, nhanh nhất với các số liệu chính xác, có thể giải đáp các vấn đề bất kỳ trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngoài ra, những ứng dụng công nghệ, cách làm tốt hoặc vấn đề khác liên quan lĩnh vực nông nghiệp sẽ được giải đáp ngay lập tức. Người sử dụng nền tảng cũng dễ dàng và linh hoạt tạo lập kế hoạch tài chính, báo cáo mùa vụ theo mục tiêu đề ra với sự hỗ trợ của các công cụ tiên tiến. Từ trước đến nay chưa có một cái nền tảng nào dành riêng cho người nông dân. Và với cái ước muốn, với cái tâm huyết đó thì chúng tôi đã thí điểm tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi là trung tâm của sản xuất nông nghiệp và nơi cũng là đóng góp tới 70% cái giá trị xuất khẩu nông sản cho đất nước. Và cũng là nơi mà nhiều bà con nông dân đã có những cái đổi mới sáng tạo, đã có những cái công sức đóng góp hàng ngày trong cái công cuộc chuyển đổi số. Và chúng tôi nghĩ rằng là cái việc thí điểm này là vô cùng cần thiết. Đây là một quyết tâm rất lớn để chúng ta đóng góp vào cái việc mà cụ thể hóa xây dựng một cái nền nông nghiệp hiện đại, nông dân thông minh, và chúng ta góp phần là để mà người nông dân Việt Nam làm chủ không những trên những không gian của ruộng đồng mà làm chủ cả trên không gian của trí tuệ mạng. Mạng nhà nông là môi trường số và tích hợp nhiều công cụ hệ thống giúp các hợp tác xã, nông dân, trang trại, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp quản trị hiệu quả, nắm bắt kiến thức khoa học kịp thời, tối ưu nguồn nguyên liệu đầu vào, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng, đặc biệt giúp nông dân chủ động trong mua bán, lập kế hoạch sản xuất và theo dõi kế hoạch tài chính. Nền tảng mạng nhà nông có đầy đủ tính năng của một mạng xã hội, tích hợp công cụ lập kế hoạch như dự kiến sản lượng dịch vụ, nhật ký công việc, kết nối các tổ chức tín dụng, dự kiến giá bán, tỷ suất phần trăm lợi nhuận, dự kiến tất cả chi phí đầu vào, kênh phân phối nông sản phù hợp với xu thế tiêu dùng. Trên cái mạng này là thông tin được chính thống và chỉ dành riêng cho những cái nhà nông của chúng ta thôi. Trên cái này thì chúng tôi đã tích hợp rất nhiều các cái tính năng, là một cái hệ thống kết nối giữa các cái người nông dân, những người kinh nghiệm, những chuyên gia, những cái tổ chức viện và những cái cơ quan của nhà nước để tham gia vào trả lời đến cho bà con. Các đơn vị hữu quan sẽ tổ chức các chương trình đào tạo tập huấn triển khai đến các hộ nông dân, hợp tác xã và kết nối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục tiêu giúp người dùng dễ dàng tiếp cận với nền tảng mà không mất phí sử dụng, hỗ trợ các doanh nghiệp nông nghiệp triển khai cho các vùng nguyên liệu, mạng lưới đối tác thu mua, chế biến và phân phối sản phẩm. Để cài đặt nền tảng mạng nhà nông về điện thoại di động thông minh, bà con nông dân truy cập vào địa chỉ mangnhanong.vn/homepage/index, lựa chọn phiên bản phù hợp dành cho hệ điều hành iOS hoặc Android. Thưa quý vị, sáng nay, Trung tâm Thí nghiệm Kỹ thuật Năng lượng Chuyển giao Công nghệ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học Công nghệ số và chuyển đổi năng lượng xanh cho sản xuất thông minh. Hội thảo nhằm chia sẻ những kiến thức về ứng dụng số hóa 3D trong công tác quản lý kỹ thuật tại nhà máy nhiệt điện Cần Thơ, công nghệ chiếu sáng thông minh và tiết kiệm năng lượng ưu tiên hàng đầu cho các công trình xanh trong tương lai, tích trữ năng lượng trong hệ thống điện có tích hợp năng lượng tái tạo, điều khiển tự động trên nền tảng LS, cơ hội kết nối và phục vụ cộng đồng tại Trung tâm Thí nghiệm Kỹ thuật Năng lượng Chuyển giao Công nghệ. Hội thảo cũng là dịp để gắn kết mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động hướng đến phục vụ cộng đồng, bảo vệ môi trường, phát triển xanh và bền vững, đặc biệt là trong sản xuất công nghiệp, hình thành kênh kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp sản xuất với đơn vị có nhu cầu nâng cao khả năng chuyển giao công nghệ. Tại Thiền viện Trúc Lâm, phương Nam, thành phố Cần Thơ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Cần Thơ phối hợp với Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa khai mạc khóa bồi dưỡng chuyên ngành hướng dẫn Phật tử cho khoảng 1.000 tăng ni cư sĩ và Phật tử đến từ 19 tỉnh thành khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ. Trong thời gian 3 ngày, các tăng ni cư sĩ và Phật tử được bồi dưỡng các nội dung quan trọng như triển khai hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, công tác hướng dẫn Phật tử, hành chính văn phòng, chương trình chuyển đổi số. Thông qua khóa bồi dưỡng nhằm giúp cho tăng ni cư sĩ và Phật tử nâng cao kỹ năng chuyên môn, tổ chức quản lý điều hành, thực hiện tốt các mặt công tác hành chính đạo sự. Dự và phát biểu, ông Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh,
Trong suốt chặng đường lịch sử đã qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, Phật giáo thành phố Cần Thơ nói riêng đã phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, luôn xứng đáng là tôn giáo của sự từ bi và trí tuệ với giáo lý vô ngã, vị tha, cứu khổ độ sinh, phục vụ dân tộc, tổ quốc và nhân sinh. Đồng thời, trong quá trình hoạt động tôn giáo, các tăng, ni, cư sĩ và Phật tử luôn tích cực tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương và góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ đề nghị toàn thể chư tôn đức, tăng ni, cư sĩ và Phật tử nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành các quy định và hướng dẫn để khóa bồi dưỡng diễn ra đúng nội dung và đạt được mục đích ý nghĩa theo kế hoạch của ban tổ chức. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ dự kiến quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra kiểm tra năm học 2023-2024. Trong đó, giao chánh thanh tra sở chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch. Năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ sẽ tiến hành 15 cuộc thanh tra hành chính và chuyên ngành. Nội dung thanh tra hành chính có một số vấn đề như xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo, việc thực hiện các quy định về công khai, thực hiện quy chế dân chủ, việc tiếp nhận tài trợ, xã hội hóa giáo dục, kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh. Các cuộc thanh tra chuyên ngành tập trung vào việc triển khai văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, việc tổ chức giáo dục hướng nghiệp, công tác truyền thông về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non. Hôm nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền tổ chức lễ bàn giao và lễ khởi công nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại huyện Phong Điền. Đến tham dự có ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Theo đó, 8 căn nhà tình nghĩa được khởi công vào đợt 1 năm 2023, thiết thực chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Sau hơn 2 tháng thi công, đến nay đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và bàn giao cho các gia đình. Mỗi căn nhà được xây dựng có diện tích trên 45m², kết cấu mái lập ton, nền lót gạch men, vách tường kiên cố, được công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ 490 triệu đồng. Còn lại vận động người thân trong gia đình đóng góp để các căn nhà được khang trang hơn. Dịp này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền tổ chức lễ khởi công mới 11 căn nhà tình nghĩa trong đợt 2 năm 2023, trao tặng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại huyện Phong Điền. Mỗi căn nhà cũng được xây dựng kết cấu theo quy định, được công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng và dự kiến hoàn thành trước thềm năm mới 2024. Quý vị thân mến, đôi tay bị khiếm khuyết nhưng bù lại đôi bàn chân tài hoa đã giúp chị Quỳnh Thị Sậm, ngụ huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang tạo nên những bức tranh lung linh rực rỡ sắc màu. Với ý chí, nghị lực của mình, chị Sậm đã lọt vào danh sách 100 phụ nữ tiêu biểu toàn cầu do hãng tin Anh BBC bình chọn. Mới đây, lần đầu tiên chị đã đem câu chuyện vượt lên nghịch cảnh của bản thân để truyền những năng lượng tích cực đến với sinh viên Cần Thơ. Chỉ cần lên mạng gõ từ khóa Quỳnh Thị Sậm sẽ có rất nhiều thông tin nói về chị. Do khiếm khuyết cơ thể nên đến năm 15 tuổi, chị Sậm mới bắt đầu học viết chữ, đến năm 27 tuổi mới tốt nghiệp cấp 3. Năm 2006, chị theo học nghề vẽ tranh mai thêu ở Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian học tập tại đây, chị còn đứng lớp dạy xóa màu chữ cho những trường hợp cùng cảnh ngộ. Không dừng lại ở đó, chị còn vượt qua bao khó khăn để hoàn thành chương trình đại học ngành xã hội học ở thành phố Hồ Chí Minh. Những câu chuyện của bản thân chị đã tâm sự với rất nhiều người đồng cảnh ngộ để động viên mọi người trong cuộc sống. Nhưng mới đây, lần đầu tiên chị đã ngồi trước nhiều bạn trẻ là sinh viên ở Cần Thơ để chia sẻ về hành trình phấn đấu của mình. Đợt này là làm gan nhận đại đi vì một cái chương trình này. Thực sự khi nhận xong rồi là phải nói là Sậm có nhiều cái điều hồi hộp lắm. Bởi vì Sậm chưa có làm được cái gì mà nó hoàn hảo hoặc là nó sắc sảo, hay là trong cái việc mà mình trao đổi thì cũng chưa có được trôi chảy lắm. Cho nên là hôm nay là Sậm muốn gặp gỡ và nói chuyện với các bạn mình sinh viên ở đây là theo một cái gì mà Sậm đã trải qua. Thì em thì là một người thuận tay phải, đối với em thì cái chuyện nội viết, cái chuyện viết bằng tay trái thôi thì nó đã rất là khó khăn rồi.
mà bây giờ thì chị lại dùng chân vừa viết mà lại có thể là vẽ nữa, thì đối với em thì đó là một cái kết quả được đúc kết từ một cái quá trình rèn luyện và một cái nghị lực rất là lớn. Em đã nhiều lần từ bỏ học một cái ngôn ngữ thứ ba, tại vì em lấy rất nhiều lý do là do em bận học trên trường rất nhiều. Sau buổi ngày hôm nay thì có lẽ em sẽ suy nghĩ rõ ràng hơn về bản thân mình cũng như là quyết tâm hơn với cái quyết định tương lai của mình. Các bạn Gen Z hiện tại sẽ có rất nhiều áp lực ngoài cuộc sống như áp lực học tập, áp lực công việc. Thì em hy vọng qua talk show này các bạn sẽ có thêm nhiều động lực nữa để bước tiếp cái hành trình mà mình đang lựa chọn. Bởi vì chúng ta luôn là những người hoàn hảo và chúng ta phải biết bước tiếp con đường của mình để đạt được những thành công. Bao nhiêu cái vấn đề là khó khăn trong cuộc sống Sầm đã gặp thì chắc chắn các bạn cũng có gặp theo. Nhưng chắc đôi lúc là các bạn nghĩ là khó khăn quá thôi bỏ qua, hoặc là mình làm không được gì đó thôi bỏ qua để đi tìm những cái khác. Thì Sầm muốn nhắn với các bạn của mình đó là thật sự ra những cái điều khó khăn một ngày không được, hai ngày, và hai ngày không được thì ba ngày, rồi những làm phải quyết tâm làm điều đó cho được. Nếu mà Sầm làm không được, các bạn làm không được, có thể nhờ bạn khác hỗ trợ cho mình. Đó là một cái gợi ý, một cái nền tảng để cho mình tiếp bước đi lên. Không phải là diễn giả chuyên nghiệp, nhưng những câu chuyện của chị Sầm mang đến cho các bạn trẻ là một hành trình đầy nước mắt và nghị lực phi thường, và những gam màu tươi sáng trong các bức tranh chị vẽ như một thông điệp gửi đến tất cả mọi người, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải kiên cường sống và vượt qua. Liên tục chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, các chuyên gia khí tượng dự báo trong các tháng mùa khô 2023-2024, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long khả năng đến sớm hơn một tháng, bắt đầu vào giữa hoặc cuối tháng 12 và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam Trần Bá Hoàng dự báo có 43.300 hecta cây ăn trái ở một số tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng. 66.000 hecta thuộc các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng sẽ thiếu nước ngọt, trong khi khoảng 38.000 hecta lúa tôm ở Kiên Giang, Cà Mau khả năng bị thiếu nước. Chuyên gia khuyến cáo các địa phương cần lưu ý tích nước từ đầu mùa khô để sử dụng trong suốt mùa khô. Vụ đông xuân 2023-2024 cần xuống giống sớm, hết năm 2023 phải cơ bản xong, sử dụng các giống lúa ngắn ngày. Khu vực bán đảo Cà Mau cần thực hiện đắp đập tạm, nạo vét kênh mương trước khi mùa mưa kết thúc. Những hình ảnh này được ghi tại rạch Đầu Sấu, đoạn thuộc ranh giới giữa phường An Bình và Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, vào trưa hôm qua 20 tháng 10. Cả một tuyến sông dài đặc quánh một màu đen ngòm, sủi bọt và bốc mùi hôi trước khó chịu. Cả chục năm nay rồi đó, nó dị hoài đó, nước rồng nó còn dữ nữa. Các nhà thương, đồ chung cư 91B, đồ Hồng Phát nó đổ về đây không? Nắng lên chừng nào nó hôi, nó thối dữ chừng đấy nữa. Thì cũng phải gắng chịu thôi chứ nói gì vậy. Theo ghi nhận, không chỉ đoạn thuộc phường An Bình và Hưng Lợi, mà trên toàn tuyến của rạch Đầu Sấu, tính từ điểm đầu nơi giáp với sông Cần Thơ đến cầu Đầu Sấu 2 thuộc đường Trần Hoàng Na, phường An Khánh dài hơn 2 km, đều luôn trong tình trạng ô nhiễm nặng. Nước nó đen này nè, nó hôi. Thành ra mình cũng sợ. Sợ gì cô? Sợ mũi mọng rồi này kia nọ đó. Để ở nhà thì có hai bé nó còn nhỏ đó. Rồi thành ra mình phải mua thuốc rồi này kia nọ, tha tay tha chân đó để không thôi nó bị mũi mọng rồi cắn nó bệnh. Tình trạng này mà kéo dài thì bà con hai bên gạch Đầu Sấu chịu không có nổi, sẽ làm đơn kiến nghị. Ý của bản thân tôi á, đợi hội đồng nhân dân, thấy không? Đợi hội đồng nhân dân họp, tôi sẽ lên có ý kiến. Nhưng mà có các anh ở đài truyền hình ở đây, tôi xin gửi gắm một số vấn đề, đề nghị ở trên làm sao điều chỉnh cho nước nó sạch lại, đừng cho hôi. Hôi bị, nếu mà hôi tình trạng này, các em bé, người lớn cũng chịu không nổi. Tình trạng và mức độ ô nhiễm của rạch Đầu Sấu ngày càng thêm trầm trọng. Nếu không có giải pháp giảm thiểu hoặc khắc phục, sẽ ảnh hưởng lớn đến môi trường cũng như đời sống của người dân nội thị. Đến đây chúng tôi xin khép lại thời lượng của chương trình Thời sự tối của truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.